xa lộ mênh mang trên xa lộ. Tâm tối như xa lộ không đèn, cuộc đời sao u ám như xa lộ tối đen. Một người vung cõi sống, một người sang cõi chết, chỉ là giọt nắng sống cánh xuống đêm. Trên xa lộ không tên, trên xa lộ khó khăn, ôi xa lộ giết chết tâm hồn. Vừa thấy cuộc đời chợt tan biến đi như hình bóng. Trên xa lộ miên man, trên xa lộ gia đình mình lên Sài Gòn được bao lâu rồi Diễm ha? 1 tháng 6 ngày chị Liễu. Nhớ kỹ vậy cưng, em đếm từng ngày mà. Lẹ thiệt, mới đó đã hơn 1 tháng. Riêng em, hơn 1 tháng mà lâu quá cỡ đi. Em không thể nào quên được những ngày em đềm mình còn sống dưới quê. Phải chi tình hình đừng quá trầm trọng. Gia đình mình cứ được sống hoài ở dưới quê là khỏe nhất. Lẩm cẩm, chị muốn nói em sao cũng được. Mà thôi, nói chuyện tầm phào hoài, học đi chị Liễu. Bọn chỉ biết học thôi hả? Ngoài việc học hành, trên đời không còn gì vui thú nữa sao? Còn nhiều điều vui thú nữa chứ. Nhưng ở tụi em bây giờ thì việc học hành có thể gọi là vui thú nhất. Tao đâu phải tối ngày dúi mũi vào sách vở như mày. Mấy đứa nói chuyện hoài à, không chịu học hành gì hết à nha. Ba dạy mấy đứa nhỏ xong ba ra đây á, thì tụi bay chết rồi nha. Tháng trước dư được 3.000, gửi vô quỹ tiết kiệm phần nửa, còn 1.500 may một chiếc áo dài cho con. Cho con nghe má, cho con nghe má. Đủ tiền may một chiếc áo dài mà hai đứa dành nhau, má cũng chịu thua luôn. Đó, hai chị em ai chịu nhận ai nói má biết. Chúng con đều đồng ý, không ai chịu nhường ai cả. Ê quá. Chúng con yêu cầu má dùng 1.500 ấy để may áo dài cho má. Không, má không cần, má già rồi. Chúng con không đồng ý.
má còn trẻ nè, má lại đẹp nè, má cần phải diễn để cho ba vui lòng chứ. Cái đồ quỷ. Ôi da. Chúng ta không nên hoang mang vô lối. Cho thêm đá bà chủ ơi. Liên quan dạ, dạ có ngay à. Loại xa xỉ. Trên thực tế, sự tăng giá này không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của đồng bào nghèo. Sự hoang mang của đồng bào vô tình tạo cơ hội. Dạ đá đi ông. Đồng bào hãy bình tĩnh, không nên hấp tấp tích trữ các loại nhu yếu phẩm, vô tình tiếp tay cho bọn gian thương. Biết rồi. Tôi nói anh nghe, vật giá leo thang riết là tụi mình chắc chỉ còn có nước đâm đầu vô xe hơi nhà binh Hoa Kỳ cho rồi đời. Có bước ra, vợ con còn có chút đỉnh tiền bồi thường để làm vốn, để đi lấy chồng khác. Ở đó mà lãnh tiền bồi thường, kiếp sau còn có. Nè bà chủ, không có được phép tăng giá ẩu nghe bà chủ. Linh Bắc à nghe không, mấy cái thứ này nhà nước đâu có cho phép tăng giá bà. Phải tăng giá mấy thứ này mới có đủ tiền mua những thứ khác mà nhà nước cho lên giá. Buôn bán không lại chịu lỗ đi dẹp tiệm sao? Bà này tăng ẩu quá ta. Cô Tư bán cho má em hai cái hột vịt. Hột vịt mới lên giá em hay sao? Ừ. Nè, em về cho má hay, lấy thêm 20. Cô Tư bán hột vịt mới tốt lắm. Em về nghe cô Tư. À. Có mấy thằng bạc à, chạy tới chạy lui mất công không? Thiệt mà, Sài Gòn cũng vậy, tỉnh cũng vậy. Sáng thì giá này, chiều thì giá khác. Vậy ở nhà người ta đem tiền cho đủ đi, chạy tới chạy lui chi mà cho nó tốn sức lao động. Nhà người ta nghèo, ba em nhỏ làm công chức, chứ bộ lái taxi như mấy cha sao mà dư tiền nhậu nhẹt có ngàn. Đúng là lý luận của đàn bà. Má ơi, hột vịt tăng giá gần gấp đôi, tiền má đưa còn nguyên đi nè. Thôi được, con đưa tiền lại má rồi lo học bài đi con. Bài vở con lo xong từ sáng rồi, con đi giặt đồ cho mấy em nghe má. Ừ, con lo giúp má. Bà nè. Gì đó ông? Mình đã cố gắng tần tiện đến chót rồi, vậy mà chưa hết tháng đã hết tiền. Không thể để cho tình trạng thiếu hụt này kéo dài mãi được. Thì tôi cũng có ý nghĩ như ông vậy, nên tôi định kiếm thêm tiền. Tôi tính làm một gánh cháo nồi chè, bán sáng bán chiều cũng đỡ lắm ông ạ. Bà đi bán hàng gánh lời lãi đâu có được bao nhiêu. Cũng mỗi ngày kiếm vài trăm bạc, chẳng hơn là ngồi không ở nhà. Phần tôi định tôm góp những số tiền để dành để dùng từ trước tới nay, rồi vay mượn thêm cho đủ số đặng mua một chiếc xe gắn máy. Mà ông mua xe gắn máy để làm gì? Tôi định đi rước khách theo lối xe ôm đó bà. Trời giúp ông bà thương, mỗi đêm cũng kiếm được lối 200-300. Chỉ ít tháng là có thể trả hết nợ. Mà vốn liếng là chiếc xe thì vẫn còn đó, bà nghĩ sao? Khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nét sông vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người già thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa thênh thang đón chân tôi đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chiều nay tao nghỉ xả hơi, mày nhớ ghé văn phòng giám học xin phép mình tao. Nói tao thình lình lâm trọng bệnh. Bệnh làm biến hả? Vậy thì mày với tao đồng bệnh, bộ với nhau là đúng rồi. Sáng mai nhớ tới tao chơi nha. Ừ, nhớ. Tao hỏi thiệt nha Liễu, phải mày chưa đóng học phí nên không muốn tới lớp chứ gì?
Không phải vụ đó. Tao muốn nghỉ xả hơi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Tụi tao về nha. Ừ. Ủa, sao bữa nay con về sớm quá vậy? Dạ, giáo sư nghỉ mà. Nghe đâu ông phải đi trình diện nhập ngũ gì đó. Học sinh được nghỉ 2 giờ cuối. Thiệt mất 2 giờ học uổng quá. Đi học gì mà nhục nhã hết sức gì đó. Má coi, hãy cứ ló mặt tới lớp là bị mấy thằng trai giám thị kêu tên đòi tiền hoài à. Chịu hết nổi. Nhiều lúc muốn điên đầu luôn à. Ủa, mình chỉ đóng tiền trường trễ của mấy ngày thôi, chứ mình đâu có thiếu đồng cắt nào. Thời buổi mắc mỏ này, ai mà không bị thiếu tiền. Nhà trường tăng học phí đã mấy tháng rồi, cho má hay. Con thấy ba má sáng lo cũng không nổi, nên con đành đính khe mà chịu trận. Tội nghiệp. Thôi được, con về nhà đi. Để má ráng kiếm lo cho con vài ngàn bạc vậy. Thôi tới đâu hay đó, con về đi. Con về trước nha má. Ừ. Muốn chuộc đồ ha? Dạ, tôi có chút vàng, xin ông cầm giùm ạ. Có nhiều thì thôi ha, lối dài chỉ nhiều. Dạ, non nửa lượng, ông cân thử coi. Khỏi cần, nhiều nhất là 3 chỉ mà lại vàng thứ 6. Cầm giúp 3.000 hay chịu không? Dạ, xin ông cho thêm. Ish, không chịu cầm về. 3.000 là được giá lắm rồi, nói lằng nhằng hoài, điếc con rai lắm. Chịu chưa? Ừ? Dạ, dạ chịu ạ. Chịu rồi đưa căn cước đây. Chứ còn tiệm này không có nhận cầm đồ ăn cắp đâu nha. Nói trước cho bà hay. Cho kỹ nha. Chị à, em làm bài xong rồi. Vậy hả? Cho em đi ngủ đi. Dạ. Chị cũng đi ngủ đi. Đọc vớ vẩn gì thêm hại sức khỏe. Bộ mày muốn lên lớp vậy không ta hả Diễm? Đâu có. Láng chán bị đòn nghe cưng. Ê, mày có nghe tao nói không? Chị Liễu kỳ ghê. Khi không đổ quạo, gây gỗ tùm lum à. Ờ, ta có hơi xì nẹt. Thấy ông già bà già làm việc quá cỡ, mà tụi bay thì cứ tỉnh bơ à. Ta chịu không thấu à. Tụi em cũng biết thương ba má chứ bộ. Chị nghĩ coi, biết làm gì đang giúp ba má bây giờ. Thiếu gì cách. Riêng tao, tao quyết định tới cuối tháng này, tao nghỉ học luôn. Tao sẽ đi kiếm việc làm, đặng có tiền giúp đỡ ba má. Ít nhiều gì cũng được, miễn được ăn hại như hiện nay. Em chắc ba không chịu đâu. Không chịu thì cũng ráng chịu. Mở cửa giùm má coi.
Trời ơi, bữa nay xui dữ, bị lính rượt chạy của cờ. Bán không được bao nhiêu mà mệt muốn đứt hơi vậy. Vợ một ông giáo mà đi bán hàng gánh, coi không được mắt chút nào cả. Tao mà đi chơi với mấy con nhỏ bạn, vô phước gặp bà đi bán cháo, chắc tao mắc cỡ đến chích giấc. Em thấy có gì mắc cỡ hết. Trái lại, em coi má đi bán cháo còn là một điều đáng hãnh diện nữa chứ. Hãnh diện cái nỗi gì, nhục nhã thì có. Nếu thực sự đó là điều đáng hãnh diện thì đàn bà cả nước này đã đua nhau mặc áo giá, chứ ai dạy gì mà mặc áo tốt. Nghèo quá kẹt phải buộc lòng để bán cháo, mày nghe rõ chưa? Chẳng ai ham làm cái nghề cù lần đó bao giờ. Cho mày hay, nhục nhã chứ không phải hãnh diện. Nghèo là nhục, chấm hết. Ông có vẻ mệt mỏi dữ à. Có gì đâu. Rồi đi nghỉ cho khỏe. Bà đi ngủ trước đi, tôi còn phải chấm bài cho học trò. Ông không để sáng mai được sao? Không, tôi không muốn để mấy đứa học trò chờ đợi. Bà đi ngủ trước đi. Thức sáng đêm để chấm bài sao? Tôi không muốn học trò của tôi nó phải chờ đợi. Bà đừng quên tôi là giáo viên. Tôi thấy ông làm việc quá sức, có bề nào thì khổ cả nhà. Hôm nay ông nghỉ đỡ một buổi dạy học đi. Đâu có được. Tôi không muốn cho học trò của tôi phải thiệt thòi một giờ học nào cả. Đừng nói gì một buổi,
Cái gì đó ông? Ngứa cổ thì ho, có gì mà cũng hỏi. Bỏ hết chuyện hỏi rồi. Bà vô sửa soạn cánh hàng để bán đi, kẻo muộn rồi. Con nhỏ này thuộc loại không thèm xài giày cao su ta. Vô đây coi. Mày mà cũng để ý tới giờ giấc sao Hương? Đi học thì một tháng đủ 20 ngày vắng mặt. Được hôm nào dẫn sát tới thì giá chốt cũng phải trễ một tiếng đồng hồ. Đi học lấy đẹp mà cưng. Đóng học phí đều đặn, không ngoài mục đích mượn đỡ cái mát nữ sinh để mần ăn cho xưa vậy đó. Nghe mày nói tao đổi phát ớn xương sống. Mày thấy tệ xá của ta thế nào? Có ngon lành không? Tao qua mắt luôn. Mày muốn vậy đâu có khó khăn gì. Coi mày có vẻ con nhà lành, chắc chắn sẽ ăn khách kinh khủng. Tao chắc tao không dám đâu, sợ thím Hồ. Tao hỏi nghe, ngoan ngoãn, đạo đức, chăm học, để rồi ăn cái giải gì? Thời buổi này phải xăm mình và khôn lanh mới sống được. Nói cho mày hay, cái vụ mày nói với tao hôm rồi, tao vẫn thấy nó kỳ cục sao đó. Cô Lần, vậy mày tới đây làm gì? Hương à, cái vụ đó có nguy hiểm lắm không? Nói cho mày yên tâm, nguy hiểm hay không là do nơi mình. Có thân thì giữ cho kỹ, đừng để thằng đàn ông nào lợi dụng. Bao nhiêu lời tán tỉnh bỏ ra ngoài tai đừng thèm nghe. Đó là cách tự vệ tốt nhất. Điều đó mày đã báo động cho tao rồi. Mày nên nhớ giùm tao là không ai có quyền bắt buộc mình làm điều gì mình không muốn làm. Đồng ý không? Tạm đồng ý. Nhưng tao hỏi có hơi quê. Đừng cười nghe Hương. Mà có khó không mày? Dễ ợt. Chờ đó. Đứng lên, tao giật sơ cho mày vài đường lả lướt. Giao chỉ đó phải không? Thơm quá, ngon quá. Ê, gì lệ không? Sức mấy? Nữ sinh chánh hiệu đó, đừng ấm ớ. Em dám bảo đảm với anh là jamais cassé. Nghĩa là có thể gì lệ. Phải chi nặng lắm. Kép nào mà có đông bạc đó, mới có chút hy vọng cơm. Chứ còn anh hả? Coi như là không xong đi cho được việc. Cô gắng giúp dùm cho Ngộ đi, rồi Ngộ thuyển cho mà. Xin phép anh cho em qua bên kia một chút.
Tôi muốn mua ticket để đưa em đi chơi. Bà chị đặt bao nhiêu cho biết giá cả. Đi chơi làm gì cho thêm tốn tiền, ngồi ở đây không được sao? Bạn của Hương mướt lắm. Thằng bạn tôi có dạ chuyện anh buồn. Tôi sẽ có cảm tình. Dạ. Để tôi qua mời nha. Dạ anh. Xin phép bạn nha. Chỗ này đâu có thích hợp với mấy anh. Tôi này thường đến chơi ở quán hippie giao chỉ, gồ ghề lắm. Nghe Cần nói Liễu láng lắm nên mới mò đến đây. Hôm nào mời Liễu đến chỗ chơi của tụi này nha. Đồng ý hết mình. Nhưng Liễu hỏi thật nha, sao Hiền có vẻ buồn vậy? Ba má mình vừa ly dị nhau. Mình rất yêu ba má. Sau khi họ ly dị nhau, mình không biết nên sống với ai. Mình là đứa con duy nhất của ba má mình Liễu à. Vậy hả? Cho 200. Giỡn hoài. Từ ngã ba ông Tạ lên đây mà đòi tới 200. Bộ tiền lèo chắc. Nghèo mà ham. Đi đi cho nội. Cho xin đi lửa ông già. Dạ tôi không biết hút thuốc. Diễm, ngồi đây nghe em. Lát nữa chị đưa tiền đem trao lại cho ba mua chiếc xe khác. Chị lấy tiền của ai vậy? Em khỏi cần biết. Cứ ngồi đây đợi chị. Không lâu lắm đâu. Độ 2-3 tiếng đồng hồ là nhiều nhất. Dạ. Mo chả thích tôi làm vụ này chút nào cả. Lý do? Có lẽ vì Mo còn ít tuổi, mà tuổi trẻ thường ghét những vụ buôn bán bẩn thỉu. Kẻ mua thì bẩn thỉu, kẻ bán tương đối ít bẩn thỉu hơn, tạm gọi là quê. Mo cảm thấy buồn buồn, như hồi hay tin ba má Mo ly dị nhau. Ráng buồn thêm 24 giờ nữa, rồi chúng mình sẽ họp nhau, uống một bữa rượu thật say, để tạm biệt nỗi buồn. Mo nói như trong tiểu thuyết. Thì đã sao chưa? Ngay những hành động của mình cũng tiểu thuyết biết chứ. Liễu điên rồi. Chắc vậy. Chỉ có những người điên mới làm được chuyện đẹp, những chuyện vĩ đại. Thôi tôi về đi. Hẹn gặp lại bồ đêm mai. Còn lớn chứ không phải còn nhỏ. Ở lầu 3, phòng 306. Xong xuôi rồi người ta sẽ trả tiền cho cô. Phần tôi xong rồi. Kể sơ cho tôi nghe coi. Hai đứa nó nói chuyện với nhau một hồi rồi kéo nhau đi. Vậy chứ chúng nó bàn với nhau chuyện gì bà có nghe được không? Thì nó bàn về cái vụ ông bị mất xe đó. Con Diễm khóc, bị con Liễu xài xế.
nó xài xế em nó ra sao? Nó dọa đánh con Diễm mấy bạt tai nếu không chịu nín. Sau đó nó có nói thêm, lúc này cần phải xoay sở, phải kiếm tiền mua cho ba chiếc xe khác, chứ không phải ngồi khóc. Này ba, con Liễu nó hư hỏng, tôi đau đớn như bị cắt ruột. Bị mất xe, tôi khổ sở như bị hình phạt. Bây giờ nếu con Diễm lại cũng hư hỏng như con Liễu, chắc tôi phát điên lên mất. Chết cha, mình bị bỏ thuốc mê rồi. Con đừng sợ con má đi con. Diễm, lại đây biểu, lại đây. Con lại ba, xin ba tha tội cho con. Ba đừng đánh con tội nghiệp mà ba. Mày không đáng tội nghiệp chút nào cả. Tội mày quá nặng, tao không thể tha thứ nổi. Mày nhất định không nghe lời tao phải Diễm? Má, má cứu con, ba đánh con chết mất má. Diễm. Dạ. Má, ông tha tội cho con. Bà gian ra chỗ khác, để con Diễm đưa lại cho tôi. Tôi lại ông. Tôi biểu bà gian ra chỗ khác. Tôi lại ông tha cho con. Im ngay. Ông tha cho tôi. Tôi bảo bà im ngay. Gian ra chỗ khác tức thì. Chạy đi con, chạy đi. Ba. Ba. Ba, con xin lỗi ba. Con lỡ ngu dại làm ba buồn khổ.
con biết lỗi con rồi. Ba muốn đánh đập con cách nào con cũng xin chịu hết, miễn sao ba đừng ghét bỏ con. Ba hiểu lắm. Vì quá nông giận ba đã hành động nông nổi mà thiếu suy nghĩ, ba chưa biết sự thật là sao. Nhưng ba chắc con chỉ là nạn nhân của con Liễu. Con Liễu khốn nạn đã hại đời con. Thưa ba, lỗi tại con hết. Ba đừng nghĩ như vậy mà oan cho chị Liễu con. Mày vừa nói tự mày chuyện gì mà ông xòm với ông giáo? Đi vô nhà Tâm đi. Dạ thưa bà, mấy đứa nhỏ làm biếng trễ nải chuyện học hành nên bị ông la. Vậy giờ mời bà Thường ngồi chơi. Mình đi xuống nhà dưới lo nước trà mời bà Thường. Thôi uống khỏi đi. Tôi chỉ ghé đây nói sơ với ông giáo bà giáo vài câu rồi xin kiếu từ ngay. Tôi còn phải đi vô trong xóm thâu tiền hụi, không ở đây lâu được. Thì mời bà ngồi chơi đã, rồi có chuyện gì muốn nói vợ chồng tôi xin bà cho nghe. Lẽ ra tôi không nên ghé vào đây để làm phiền lòng ông bà giáo mới phải, nhất là đúng lúc ông bà đang có chuyện buồn phiền về con cái. Ồ, bà giáo sao mà khách sáo quá vậy? Dạ, xin mời bà Thường uống nước ạ. Rót nước trà chi cho nó mất công mất linh, bày đặt. Bà con với nhau chứ có phải là người xa lạ gì đâu mà phải kiểu cách. Dạ, xin phép ông bà giáo cho tôi thiệt tình nữa nha. Cực chẳng đã, tôi mới phải buộc lòng ghé lại ông bà giáo để xin lại số tiền còn thiếu đó. Xin bà thông cảm cho vợ chồng chúng tôi. Ông nhà tôi bị mất xe, gia đình lại có chuyện không vui. Thiên, hồi này mấy cháu hay đau yếu, gia đình không vui chút nào cả. Xin bà cho hẹn lại ít ngày. Phải chi tôi dư giả tiền bạc, hay là có cô con gái đẹp như cô Liễu, thì tôi đâu phải thúc giục ông bà. Thú thật với bà, bà hỏi vào lúc này thì kẹt quá đi. Xin bà vui lòng để cho vài ngày nữa, vợ chồng chúng tôi mới có đủ thì giờ xoay sở. Không phải là tôi muốn làm khó làm dễ ông bà giáo đâu, nhưng nội trong ngày nay tôi cần có đủ số tiền 50 ngàn. Ông bà giáo lo cách nào tôi không cần biết. Làm sao để ông? Tôi cũng biết sao bây giờ. Nè, tôi cho mấy người biết, đừng có làm bộ. Tôi cho mấy người vay tiền dễ dàng quá mà, mấy người cũng phải lo trả tôi cách nào cho êm đẹp chứ. Bà Thừa, chúng tôi là con nhà giáo, trọng danh dự hơn cả sinh mạng. Nỡ bà mà đến kỳ hẹn không trả nổi, để bà phải qua đòi, thì chúng tôi hổ thẹn vô cùng, mong bà hiểu cho. Vậy thì ông trả cho tôi đi. Nếu chúng tôi có tiền trả cho bà thì phải năn nỉ bà làm gì? Tôi không cần biết, nợ tôi thì phải trả, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi ngồi đây, tôi chờ chừng nào mấy người trả đủ 50 ngàn đồng tôi mới chịu đi về. Tôi cũng cho mấy người hay, tôi là chân chạy, bắt tôi phải ngồi hoài một chỗ tôi nổi khùng tôi lên là tôi chửi. Tới lúc đó đừng trách tôi làm xấu mấy người với bà con lối xóm. Chửi bới, chuyện xấu với bà con lối xóm, danh dự. Phải có tiền mới bảo vệ được danh dự. Thời buổi bây giờ danh dự không đáng 50 ngàn đồng bạc. Thôi đừng có làm bộ nữa, mấy người có chết tôi cũng theo xuống tới ông phủ để đòi cho kỳ được. Đừng có nói xàm, đừng có nói bậy. Ông điên hả? Kệ ông, tôi không biết. Điên? Khéo tôi lại điên thật. Mà điên dại, không biết gì cả lại quá hay. Con Liễu, ủa, nó còn dám về đây à? Con xin phép ba má, cháu chào bà.
Cháu xin cam đoan trả đầy đủ số tiền mà ba má cháu còn thiếu nợ bà. Nếu bà tin lời cháu, xin bà vui lòng về nhà để ba má cháu nghỉ ngơi. Liêu, tao không cần tới mày. Ông để kệ nó, đợi người ta về đã. Ba má cô có hứa hẹn là hứa cho qua chuyện. Còn cô, trừ khi nào trái đất này hết đàn ông thì không nói làm gì. Chứ nếu còn đàn ông thì cô muốn có tiền là có ngay à. Cô lại có nhan sắc, cô muốn có bao nhiêu tiền mà lại không được. Phải vậy không cô Liễu? Bà dạy quá lời. Cháu quê mùa dạy dột. Để trả nợ cho gia đình, cháu chỉ biết cố gắng. Nhưng dù sao chăng nữa, cháu cũng không thể đền đáp công ơn dưỡng dục của ba má cháu. Đúng rồi. Bà Thừa, từ nay nếu bà cần điều gì, xin bà vui lòng gặp riêng cháu. Cháu sẽ ráng lo liệu. Ba má cháu bận rộn quá nhiều chuyện. Cháu là con gái lớn trong nhà, cháu có bổn phận phải chia sớt một phần trách nhiệm. Tôi hiểu, thông cảm mà cô hai. Thôi, tôi về nghe. Dạ, 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 cảm ơn. Nhớ nghe, chia tư lục nghe. Này, ai cho phép cô vô nhà này để dỡ cái giọng đó ra? Tốt hơn hết, cô nên ra khỏi nhà tôi ngay. Nhà này không phải chỗ trước hạng người vô loại tồi tệ như cô. Thưa ba. Ai cho phép cô kêu tôi là ba? Ba buồn, ba giận, ba nói vậy. Có điều gì cô nói cho ba má nghe. Thưa ba má, ba má không lạ gì tính nết của con. Có điều gì không tiện nói hay nói ra không có lợi thì con im tiếng. Nhưng khi con đã nói là nói sự thật. Ít lâu nay, theo ba thì con là một đứa con hư hỏng, một đứa con gái trắc nết. Điều đó thì con tự xét không hoàn toàn đúng, nhưng con cũng xin nhận. Tuy nhiên, nói là ham vui chơi, ham chân diện, ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình thì oan ức cho con quá đi. Con có thể sáng mắt, ưa sự mới lạ, nhưng con không thể vô tâm tới mức có thể thản nhiên trước cảnh gia đình nghèo nàn khổ cực. Nghe cô nói thì cô là người đạo đức nết na hiếm có trên đời, có phải vậy không bà? Tóm lại, cô muốn vợ chồng tôi cảm ơn cô chứ gì? Thì vợ chồng tôi xin cảm ơn cô, nhất là về vụ cô lừa dối con Diễm, lợi dụng sự ngây thơ của con gái chúng tôi để xô đẩy nó vào con đường nhút nhơ tội lỗi. Con đâu dám tự đề cao mình hồi nào đâu. Nhân đây con cũng xin nói đặng ba má rõ, cho tới giờ phút này em Diễm con vẫn còn ngây thơ trong trắng, từ tâm hồn tới thể xác. Xin ba má đừng nghi ngờ em con tội nghiệp nó. Liễu, thật hả con? Em con nó vẫn còn... Vâng, con xin xác nhận lại một lần nữa là em con vẫn nguyên vẹn, là đứa con ngây thơ đáng yêu của ba má. Chỉ có riêng con là đứa con gái hư. Con xin ba má vì tình thương mà tha thứ cho con. Cô đừng gọi vợ chồng chúng tôi là ba má nữa. Cô đâu còn là con tôi. Còn Liễu, con gái tôi đã chết rồi. Ba muốn mắng chửi, đánh đập, con cũng chịu hết. Con chỉ xin ba má nhận con là con gái của ba má. Ông à, theo tôi thì mình nên... Không, tôi đã quyết định rồi. Bà để tôi lo vụ này. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô đã nghe rõ chưa? Cô còn nán lại đây phút nào là tôi lo cho các con tôi phút đó. Đành vậy, ba đã đuổi thì con xin đi. Con có nhiều điều không thể nói ra vào lúc này. Thôi thì tới một ngày nào đó. Cô đừng nên hy vọng có ngày đó. Còn bây giờ thì đã quá đủ rồi. Cô nên đi ngay. Đừng buộc tôi phải lớn tiếng đuổi cô.
Thưa ba, thưa má, con xin đi, tạm biệt ba má. Má hôn các em cho con. Dạ, nói giùm con là con bệnh phải vô nhà thương ít lâu. Liễu, mà để nó đi. Liễu, con của má. Này chờ Liễu từ sáng, cần vừa ra về lối nửa giờ. Mấy bộ chờ Liễu ở đây, lỡ Liễu không tới thì sao? Thì cũng đón ẩu, ai về Liễu tới thiệt. Tụi này điều tra cả buổi sáng mới biết tụi chó đẻ định đánh lừa Liễu đêm qua ở khách sạn. Cần phải móc dao bấm ra trị, nó mới đưa được bao nhiêu đây. Thay bộ đồ này rồi mình đến quán Happy giao chỉ. Tôi tên Liễu. Tôi bị quân chó đẻ nó lừa. Mất cha nó cuộc đời con gái mộng ăn cái giải gì. Zero, zero. Bây giờ tôi không cần gì hết. Dớt hết, đốt hết. Tôi tình nguyện trở thành một đồ đệ của chủ nghĩa hippie. Tốt lắm. Hút vào đeo nhé. Hút một vài khói cho sương phủ mờ cái cuộc đời khốn nạn này. Hippie, hippie. Mà hippie là gì? Mấy bồ ha. Sống đơn giản, hạn chế tới mức tối thiểu mọi nhu cầu cơm áo, chống lại máy móc. Sống thật tự do, đó là hippie. Hippie. Nhưng dù sao thì cũng cần phải có tiền, phải gì không? Mà các anh lấy tiền ở đâu ra? Tùy xoay sở. Xin cha mẹ. Xin không được thì cứ lấy đại. Nếu không có thì coi bạn bè ai có dư thì mượn đỡ. Hippie giao chỉ là như vậy sao? Muốn sống thoải mái tự do mà không làm ra tiền thì cũng kể như Zero. Thời buổi này
chỉ có nghề vũ sexy là kiếm được đông bạc nhất. Em chỉ sợ em học không nổi. Vũ sexy đâu phải là chuyện dễ. Không phải người trong nghề ai cũng nghĩ như em hết. Nhưng sự thật để anh chứng minh cho em coi. Xin trân trọng giới thiệu nữ thần Lola Vena, nhũ danh Quỳnh Thị Lúa, vừa ở Rạch Giá mới lên Sài Gòn, thọ giáo với thầy Valentine này vừa đúng 11 ngày và 3 đêm. Có bao nhiêu đó thôi, dễ ợt ha. Chật gì không sao à? Ăn nhầm gì? Cốt yếu là hấp dẫn và có thân hình đẹp. Thân hình em đâu có đẹp. Trên điểm trung bình 17/20. Anh vào chơi. Ngồi chơi chút anh. Rượu sẵn ở bàn, anh cứ lấy mà uống. Em đi thay áo. Gì đó? Tiền. Tiền à? Chút xíu thì anh quên mất. Anh chưa muốn quên ăn người ta không à? Nè, cát xê của em dạo này tăng rồi. Mỗi show 8.000 thay vì 5.000 như trước kia. Xin lỗi, chắc anh tính lộn sao á. 12.000 chẳng mà. Còn tiền hoa hồng của anh nữa. Bộ em quên rồi sao? Em tính vậy thì chết anh rồi. Anh muốn sao đây? Dạo này ông bầu nào cũng chia tứ lục, em không biết sao. Từ nay trở đi, anh sẽ áp dụng lối chia đó. Ai tứ, ai lục? Em giả bộ hoài thì em tứ. Còn anh lục hả? Đừng đùa dai chứ. Chẳng những anh dạy nghề cho em, mà anh còn lo tìm show cho em làm. Chia như vậy mà không hợp lý hay sao? Rất là hợp lý, nhưng là lý của anh. Cầm đỡ năm sắp đi cưng. Mấy ngàn cũng được. Có điều đàng hoàng thì hợp tác lâu dài, còn không đàng hoàng thì dư biết khỏi cần nói nhiều. Thôi về nha. Anh cứ tự tiện. Đồ lưu manh, tao sẽ tìm thằng khác làm ăn cho mày biết.
mày luôn. Vô trong đời, anh trở lại chỗ hồi nãy, đưa băng nhạc tới. Hello, how are you? Come in, please. My name is Concho. Hey, watch! Come here! Mọi thúi mới ở đây ra, phải không? Dạ đâu có này. Nói cho mày hay, mày chỉ là thằng gắt gian. Còn tao biết thứ này của bà lớn. Mày nghe rõ chưa? Dạ rõ. Mày đừng tham tiền, để cho mấy thằng liếm chó dẫn gai vô đây làm bậy. Dạ. Mà mày chết cha mày có ngại. Dạ. Bà lớn mà xuống đây bất tử, thấy trong nhà có người, thì cuộc đời mày coi như bế mặt luôn. Mày nghe rõ chưa mày? Dạ. Bây giờ mày vắn tay đi, nghe anh hai nói đi nè. Dạ nghe. Nhớ kỹ, 5 giờ chiều mai tụi tao sẽ đem hàng về đây để tạm 2 tiếng đồng hồ, rồi sẽ có người tới lấy đi. Mày phải có chân. Dạ. 120 phút thôi, nhưng có bề nào thì nát xương nghe. Tao nói cho mày hay, 200 triệu không phải là ít nghe mày. Yeah. Tao đi. Bé, về. Chết mẹ, Trường nó mất. Bỏ xuống sớm và đưa hai tay lên, không được quay lại, nhúc nhích là tao phơ liền. Nè,
Khá lắm. Chúng ta còn 1:40 nữa để thu dọn. Bình, để canh xăng xuống đó. Mỗi người một tay, chuyển hết đồ ra xe. Chỉ còn hai sắc này là hết. Các bạn ra trước, chuẩn bị sẵn sàng để dọt về. Tôi ra sau. Cho mình hột quẹt. Cảm ơn. Đốt. Để lửa đỏ cháy tiêu những vết tích ô uế trong căn phòng khốn nạn này. Đêm hôm nay, chúng tôi xin bảo tất cả các bạn có mặt tại đây. Anh hai cho phép mấy anh em ngồi. Hôm nay anh hai cho hội họp mấy anh em lại đây là để bàn chuyện quan trọng. Bây giờ các anh em hãy lắng nghe anh hai trình bày. Tôi không ưa nói nhiều. Dạ tôi chỉ nói một lần, chứ không ưa nhắc lại. Vậy anh em nghe kỹ dùng cho. Chúng ta vừa gặp giận áo xám nên mới bị mất ngót 200 triệu bạc hạng. Dù này không phải lỗi ở tôi, nhưng tôi là người chỉ huy anh em, cho nên tôi phải nhận lãnh trách nhiệm. Nay tôi hội anh em lại đây để yêu cầu anh em tuyệt đối kín miệng. Thì nếu bà lớn biết chuyện, toàn thể anh em chúng ta sẽ bị trừng phạt. Hiểu dạ không? Dạ hiểu. Chúng ta có bổn phận phải điều tra coi tụi nào đã cướp hàng để thanh toán và lấy lại số hàng đã bị mất. Hãy bằng một số bạc tương đương. Bồi. Dạ. Du. Dạ. Vào nhà lôi cổ thằng Doi ra đây gấp.
bọn nào cướp hàng? Thưa anh Tư, để em nhớ lại. Nói mau. Nói. Tình hình rất nguy hiểm. Địch đang điều tra xem chúng ta là ai để thanh toán. Vì vậy, ngày mai chúng ta phải chia tay nhau, mỗi người một ngã. Trước khi chia tay, tôi đề nghị chúng ta lần lượt kể cho nhau nghe để dùng món tiền vô được để làm gì. Xin anh A mở đầu. Tôi có bà mẹ hết sức kỳ cục. Hết thấy mặt tôi là bà hỏi tiền. Hỏi tiền tối ngày à? Hôm rồi tôi đưa cho bà phân nửa số tiền vô được. Và hỏi bà: má cần tiền làm chi vậy má? Má tôi mỉm cười rồi trả lời: má cất tiền đi để lo vợ cho con đó. Tôi bồi ngồi và nói với má tôi: vậy mà con chưa thể lấy vợ trong lúc này, vì người con yêu họ đâu có yêu con. Tôi về trước, hẹn gặp lại các bồ một ngày gần đây. Bây giờ tôi phiên anh Bình. Hồi còn đi học, tôi yêu một cô gái nhỏ. Chúng tôi có với nhau được một đứa con. Sau khi sanh con, gia đình cổ trả con lại cho tôi và gửi cổ đi Pháp. Má tôi đã lãnh nuôi đứa nhỏ cho tới khi bà đi lấy chồng. Kẹt quá, tôi phải gửi cháu vô cô nhi viện. Tôi rất thương con tôi nên chỉ ước mong có được món tiền để có thể mang cháu về sống chung với tôi. Khi có tiền, tôi lại thẳng cô nhi viện rước con tôi về. Trên đường về nhà, tôi đưa con tôi vô một tiệm vải khác. Uống đi con. Bây giờ ba giàu rồi, ba có rất nhiều tiền. Con muốn gì cứ nói với ba. Con muốn ba, con chỉ muốn sống với ba suốt ngày. Bye ba, đừng bỏ con tội nghiệp. Con. Em chỉ biết bọn chúng nó là mấy đứa hippie. Em biết mà một thằng có râu, đeo kiếm đen. Khai gì lãng quạng vậy mày? Thôi, mày có kháo nó thêm vô ích. Tốt hơn là mày chia nhau tới những chỗ bọn hippie nó tụ họp, kiếm cái băng nào mà tiêu nhiều tiền nhất, lừa thế bắt đem gì đây. Quả mai hy vọng có thể tìm ra manh mối 85% đó. Mình đứng đây đi em. Ủa, sao anh dừng lại vậy? Vô phòng em tha hồ mà nghỉ. Không, anh không muốn vô phòng em. Sao vậy? Tại anh yêu em. Tâm hồn anh lại yếu đuối, mà chắc chắn ở trong đó có cái giường. Anh nói em hiểu rồi. Mình đứng đây nói chuyện. Liệu em có yêu anh không? Ghét anh thấy mồ à? Anh cũng vậy, ghét em thấy mồ à. Nè anh, sao vừa rồi mọi người đều trình bày những gì mà họ định làm, riêng anh chẳng chịu nói gì cả.
À, cái đó anh chỉ muốn nói riêng cho một mình em nghe thôi. Thiệt không? Thiệt mà. Nè, giờ chỉ có một mình em đó, anh nói thử coi. Ba má anh thường la rầy anh và kể lể đã nuôi nấng anh từ hồi nào tới giờ tốn kém bao nhiêu. Do đó, trước hết anh sẽ chỉ giữ lại cho anh vài triệu, còn bao nhiêu anh giao hết cho ba má, để khỏi phải điếc con sấy về những lời kể lể. Sao nữa anh? Với vài triệu bạc còn lại, anh sẽ lập gia đình với người anh yêu. Hai vợ chồng sẽ rời bỏ Sài Gòn, đến một nơi không ai biết đến mình, sống một cuộc sống thật giản dị, thật đơn sơ, một cuộc sống bình dị, êm đềm. Hay lắm. Chương trình của anh rất hợp với em. Chúng ta hợp tác được không? Chưa được. Anh muốn em giận không? Sở dĩ anh nói chưa được là vì còn một trở ngại, một tật xấu mà chỉ có tình yêu mới giúp thanh toán được. Anh nghiện ma túy. Em tin là em có thể giúp anh thanh toán điều đó, vì em yêu anh. Anh cũng vẫn tin như vậy. Thôi, bây giờ anh vào phòng em nằm nghỉ nha. Không, anh đã bảo là anh không vô trống được, vì trong đó có cái giường. Anh muốn gìn giữ cho tới khi chúng mình thật sự thành vợ chồng. Cảm ơn anh. Bây giờ anh về nghe em. Anh hôn em đi. Cái hôn này sẽ biến em thành cô gái trong sạch nhất trần gian. Rồi. Dạ. Phải thằng này không? Dạ thưa anh hai. Dạ. Dạ, dạ chính thằng này đó. Em nhớ hôm đó nó có đeo kiếm đen. Được rồi. Vô. Bé, đem thằng này vô trói trong máy cưa. Dạ. Rồi tao sẽ vào sau. Bon. Dạ. Lại đây. Hiểu chưa? Dạ dạ dạ. Thi hành ngay. Dạ. Anh Tư, cảm phiền coi dùng thằng bé nó làm việc. Tụi này vào trong nhà nghỉ. Dạ. Đồng bọn mày, có những đứa nào? Nói nghe coi mày. Tao ác không, đừng hỏi vô ích. Sao? Nói không chứ mày? Nói cái gì? Tên và chỗ ở của mấy thằng chó đẻ. Đồng ý, để tao nói. Ngoan lắm, nói đi cưng. Thì chúng mày là quân chó đẻ chứ còn ai nữa mà hỏi. Còn trò gì khác biểu diễn thử coi. Cho em xin điếu. Mẹ. Con. Sao con lại ở đây? Con ơi. Mẹ, mẹ, mẹ đừng nói gì cả. Mẹ mà nói là chúng nó giết con. Tổ cha chúng mày. Chúng mày là quân hèn mặt, quân khốn nạn. Chúng mày mà đụng tới mẹ tao, tao sẽ xác chúng mày ra. Bạn bè của thằng A có những ai, bà biết không? Bà thử kể tên coi. Sau đó, tôi sẽ cho người đưa bà về. Dạ. Dạ thưa ông, tôi chả biết ai hết ạ.
Tôi chỉ biết có mỗi một đứa là con Liễu. Nó ở Building Park đây ạ. Đi ngay. Nè, cho mẹ hay. Mày mà không chịu nói thì bà già của mày sẽ lãnh đủ, nghe rõ chưa? Chúng mày là quân khốn ạ. Được, tao sẽ nói hết. Tao nói, nhưng chúng mày phải hứa danh dự là không được đụng tới mẹ tao. Anh hai, nó đã khai hết rồi, chỉ chưa có con Liễu. Anh Tư sắp phơ nó rồi đó. Mẹ, Liễu, em. Kính chào bà lớn. Thưa bà lớn, theo chỉ thị của bà lớn, tôi đã ra lệnh cho anh em điều tra và đã tìm ra bọn cướp hàng và thiêu hủy toàn biệt thự ở Thủ Đức. Bọn chúng gồm 5 tên mà 4 tên đã bị giết chết và thu lại được một số tiền bằng 6/10 số hàng đã mất. 4/10 còn lại thì sao? Dạ, sau khi giết chết con Liễu, chúng tôi hy vọng sẽ thu hồi lại khoảng 9/10 giá trị số hàng đã mất. Được, ráng lo nha anh hai. Dạ. Tài xế, về. Đi mày. Con là Liễu đây. Nghe ba bệnh, con vô đây thăm ba. Ba. Hả? Liễu à? Dạ. Ai cho phép cô vô đây? Cô đi ngay cho khuất mắt tôi. Cả thằng kia nữa. Con tới đây để xin ba tha tội cho con.
để con được hầu hạ chăm sóc ba trong lúc này. Không, tôi không cần. Vợ con tôi và những cô y tá ở đây chăm sóc tôi là đủ rồi. Cô đi đi. Vâng, thì con đi. Nhưng xin ba nhận dùm con cái này để con đỡ tủi thân. Không, tôi không thèm. Không bao giờ tôi nhận những đồng tiền dơ bẩn. Cô hiểu chưa? Thank you.
Bà ơi, ba. Hả? Liễu, trời ơi, Liễu, sao trời vậy mẹ con? Chị Liễu. Liễu ơi. Liễu ơi, sao vậy mẹ con? Sao con ra nông nổi này vậy nè? Chị Liễu. Con ơi, tại sao vậy nè con? Liễu ơi, tại sao con ra nông nổi này? Liễu. Diệm, lại đây. Trước kia, khi chúng mình còn sống ở dưới quê, chúng mình đều là những hương lộ. Chiến cuộc đã biến đổi chị em mình. Em thành con đường hẻm của đô thành, chị thành đường xa lộ, tiếp nhận mọi thứ xe cộ, mọi thứ trào lưu. Kiến thức của chị thua kém ý chí. Chỉ như xa lộ không đẹp, nguy hiểm vô cùng, nhất là trong đêm tối. Thôi con nghĩ đi, đừng nói nữa mất sức. Ba đâu má? Ba đi gặp người thù của con để mà điều đình với họ, cho họ buông tha, đừng theo ám hại con nữa. Tội nghiệp ba, chắc họ không chịu đâu. Ba chịu mất cho họ tất cả tiền bạc, tài sản của con nghĩ sao? Trở về con số không, thôi cũng đành. Con bằng lòng vậy? Phải, con bằng lòng đổi tất cả để có được một phút bình an trong tâm hồn. Thưa cô có điện thoại? Dạ. Alo, ba đó hả? Dạ con đây, Diễm đi ba. Dạ nghe rõ lắm. Như vậy là họ chịu theo điều kiện của mình rồi. Dạ, chị Liễu chắc đã vô phòng giải phẫu rồi ba. Dạ, ba tới đây liền nghe ba. Thôi nghe ba. Cảm ơn cô. Không có chị. Thank you.
bác sĩ. Dạ chào bác sĩ. Cuộc giải phẫu đã hoàn tất tốt đẹp. Tuy nhiên chúng tôi không có quyền lạc quan, vì lẽ nạn nhân chỉ có 50% hy vọng qua khỏi. Dạ. Trên xa lộ miên man, trên xa lộ thanh thang.